Hello các bạn, hôm nay Sang xin giới thiệu các bạn một sản phẩm mới nhất của công ty Goldstream, đó là Super Relax số 2 tại thành phố Columbus, Ohio. Xin mời quý vị theo dõi. Em là một trong những người đầu tiên có được một cái sản phẩm mới của anh. Thì anh xin hỏi em là cái cảm tưởng của em như thế nào khi mà em ngồi lên em bỏ vô tiệm của em? Thì cái câu hỏi của anh Sang là cái mẫu mã của cái ghế Super Relax 2 này nè, thì Long rất là thích khi mà mình đến được xem những qua những hình ảnh là mình đã khoái rồi. Đến khi mình được trải nghiệm về cái ghế này, nó về mẫu mã nè, về màu sắc nè, về sự bền bỉ nè, rồi về sự tiện nghi của nó đầy đủ lắm. Giống như là một cái ghế, phải nói là giống như first class trên máy bay vậy đó. Cho nên là mình khi mà mình muốn có khách đến mà để hưởng thụ những cái thời gian họ có đó, mà ngồi lên cái ghế này nhất định là họ sẽ nhớ mình. Cho nên là anh Sang ảnh ra được cái sản phẩm này, Long phải nói là tuyệt vời. Bởi vậy Long và Ivy sẽ chọn cái mẫu mã này. Và cũng rất là may mắn khi là một người khách hàng đầu tiên để mà được trải nghiệm cái ghế Super Relax 2. Xin cảm ơn anh Sang rất là nhiều và team. Khi mà mình có những cái team như vậy, và khi không phải là anh Sang là một người bạn mà mình gọi là có, mà trong cái team ảnh Long gọi bất cứ lúc nào cũng có người để hỗ trợ về cái mặt mà phục vụ hoặc là phục vụ khách hàng đó, gọi là có. Rồi chẳng hạn như mình thiếu part hay này nọ, mình gọi cũng rất là nhanh luôn. Nên là mọi người lưu ý vấn đề đó, chỗ nào cũng bán ghế nhưng mà anh Sang ở đây anh bán ghế rất là uy tín. Và anh xin hỏi Long một câu nữa là ngoài cái khi mà em làm cái này chính của em là nó là về nail đúng không? Nhưng mà anh cảm thấy sau lưng nó có một cái gì khác trong cái tiệm này, và anh biết là em đang ủng hộ bà xã của anh một cái gì đó mà anh thì không có biết rành về nó. Xin mời em giải thích thêm. Cái đam mê của bà xã Long á là về làm đẹp, làm về lông mày phun xăm. Cho nên là mình luôn luôn ủng hộ bà xã mình về cái nghề mà bà xã luôn theo đuổi. Vì cái này nó giúp cho bao nhiêu người họ có một bộ lông mày đẹp nè, rồi bao nhiêu người có những cái công việc. Đó là vì sao Long và Ivy mở ra cái trường mà St. Brown Beauty Academy, đào tạo những người ra nghề và giúp đỡ bao nhiêu người có thêm những cái khuôn mặt đẹp nè. Cái lông mày mình á, tuy là nó không có giống như là cái vai trò gì trên mặt, chẳng hạn như mũi là mình thở được, miệng thì mình nói được, nhưng lông mày nó rất là quan trọng khi mà mình có một bộ lông mày đẹp. Cho nên là bà xã rất là đam mê về cái nghề này, và khi mà biết được cái nghề mà nó không, khi mà mình xăm á, không bị đau, không bị chảy máu mà nó đẹp. Cho nên là đó, em rất là ủng hộ về cái này, làm mà mình có thể khách yên tâm khi mà đến với mình, học viên ai cũng vui. Và anh xin về cảm tưởng của Ivy, anh biết là em rất là vui khi thấy một cái tiệm như vậy và có một cái khoảng cách riêng cho chính mình. Xin mời em giải thích thêm. Thực ra đây là cái đam mê của em thì đúng hơn, đam mê em rất là yêu cái nghề này. Thì em rất là chịu khó tìm tòi, rồi tìm những cái gì mới nhất mà em mang tới cho mọi người. Thì em cũng đã từng làm microblading, em cũng từng làm trải qua, em học cũng rất là nhiều rồi, rất là nhiều technique khác nhau rồi. Nhưng mà cuối cùng thì em tìm ra được cái technique này, có nghĩa là khi mà mình làm á, là người khách, người ta rất là nhiều người khách mà khi người ta nằm xuống ghế á, họ ngủ luôn, mà chỉ trong vòng một tiếng khi mà họ mở mắt ra là họ có đôi chân mày đẹp rồi. Vì cái thích em làm á, nó chỉ trên bề mặt da thôi, nó không có đi sâu xuống dưới ba tầng da, cho nên là không bị chảy máu, không sưng, không đau, không chảy máu. Anh cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng em đã
luôn ủng hộ của công ty Goldstream biết bao nhiêu năm. Thì lần này cái sự khác biệt á, là cái design riêng của em về về phong cách của người Việt Nam. Em biết là khi mà làm những cái sản phẩm mới như vậy, cái quá trình nó rất là khó khăn. Từ cái bản vẽ cho đến cái cách làm, em không có gì giống ai hết. Anh đem đồ tới đây gắn vô, và ngày hôm nay có được một cái sản phẩm trình bày như thế này trong cái tiệm em, thì em suy nghĩ như thế nào, và em có gì mà anh cần phải phát huy thêm, phải học hỏi thêm, hay là có những cái gì mà em cảm thấy là em rất thích và những cái gì mà em không thích? Mời anh. Dạ thì thực ra thì ở chất, tất nhiên là ở trên ngoài thị trường kia thì rất là nhiều người họ làm design và họ em họ chào mời em rất là nhiều. Nhưng mà em được biết anh cũng rất là lâu rồi và anh cũng là một người anh lớn ở trong team. Thành ra là khi mà em quyết định xây cái tiệm này thì là em phó mặc tất cả mọi thứ cho anh. Tại vì là em tin tưởng rằng là anh sẽ cho em một cái gọi làm sao nhỉ? Cái thoải mái nhất mà những người khác không có được. Tại vì em tin tưởng nơi anh rất là nhiều. Mà thực sự khi cái lúc mà anh xây tiệm này cho em, anh build những cái đồ từ cái ghế, từ cái bàn, tất cả mọi thứ, bản vẽ các thứ, thì em chỉ cần nói ý tưởng thôi là anh đã biết là em muốn cái gì rồi. Cái điều đấy là cái điều mà làm cho em rất là thoải mái, mà em không phải lo nghĩ gì. Mà trong cái thời gian xây tiệm này em vẫn còn bay đi các tiểu bang khác để em dạy học nữa. Dạ, chứ em không có ở nhà, em cũng chả cần nghĩ tới, tại vì có anh ở bên cạnh rồi, em không phải lo gì hết. Dạ, đấy thì là một cái điều mà em muốn cảm ơn anh và team anh rất là nhiều, đã giúp đỡ vợ chồng em hoàn thành những cái ước mơ mà em mong muốn từ lâu. Cảm ơn thầy vì Long quá khen. Và anh cũng thay mặt cho công ty Goldstream cảm ơn hai em đã luôn support công ty Goldstream trong biết bao nhiêu năm qua, và chúc hai em được nhiều thành công và phát triển rất là lớn mạnh trong tương lai. Cảm ơn hai em. Dạ. Cảm ơn. Dạ.